Em xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền Của Em. Trong video này á, em sẽ cập nhật cho anh chị mình về cái dự án là AV Wework. Họ có một số cái thông tin cập nhật mới. Cái thứ hai nữa là cái vấn đề mà min NFT. Và em sẽ chia sẻ cho anh chị mình cái cách chúng ta thêm cái NFT vào trong cái ví. Tại vì á, có nhiều cô chú anh chị mình đã min rồi nhưng mà không thấy nằm trên cái ví MetaMask và cũng không biết làm như thế nào, thì em chia sẻ ha. Cái dự án AVWork này á, em chia sẻ đây cách đây cũng một thời gian rồi và nó đang trong giai đoạn phát triển khá là trơn tru. Tức là dự án họ là có nhiều cái bước cập nhật khá là ok đó, và đây là thuộc về cái mảng là trên Web3. Về anh chị nào mà đã tham gia cái kèo rồi gọi mà bỏ thì em khuyên chúng ta nên quay lại làm đi anh chị. Kèo này khá là ngon đó, khá là tiềm năng luôn thật sự. Cái thứ hai nữa, ai chưa đăng ký thì có thể xem cái video hướng dẫn dưới phần mô tả nha. Em cũng làm chia sẻ tổng quan về dự án khá là nhiều. Rồi tiếp theo về cái việc min NFT nè. Anh chị cũng xem hết dưới phần mô tả. Nói chung là khi mà xem kênh của em á, những cái dự án nào mà em nói, anh chị cứ nhấp vào cái phần mô tả video á. Ở đó sẽ có rất nhiều cái thông tin chi tiết luôn liên quan tới riêng cái dự án đó không à. Thì anh chị có thể xem, mình không nắm được cái nào hoặc là mình chưa cập nhật được cái nào, hoặc là mình thấy cái nào mình muốn tham khảo thì anh chị có thể nhấp vào xem ha. Đó. Rồi em cũng nói luôn, trong giai đoạn thời gian tới đây nè, có thể là 24, 25 thì cái trend nào nó sẽ là bùng nổ thì theo em ấy nha, nhận định riêng thôi, một là cái trend Web3. Và hiện tại có khá nhiều cái nền tảng cái dự án trên cái mảng Web3 luôn. Thứ hai nữa là cái trend AL, tức là cái công nghệ AL đó anh chị. Đó. Rồi thứ ba nữa là cái trend về mạng xã hội social đó, là về tương tác giao tiếp xã hội rồi đó, là một trong những cái trend mà bùng nổ mạnh luôn ha, và đặc biệt có thể là cái trend luôn player 2 luôn. Và thông tin liên quan nha mọi người, bây giờ nè anh chị cần phải cập nhật cái app cho em, thì chúng ta vào trong CS Play ha, gõ cho em là AVWare nè anh chị. Ở đây sẽ có một số dòng điện thoại á, khi mình mở chức năng tự cập nhật á, là chúng ta nhập vào sẽ không thấy nha, chúng ta nhấp vào cập nhật giùm em. Có mở thì nhấp chữ mở, nhấp vào chữ mở nè, còn có cập nhật thì cũng nhấp vào luôn, sau đó mình mở nha. Cho em thoát ra, quay trở về đây ha. Đây nè, AVWare. Lúc trước cái dự án này là cho chúng ta nhận BTC, tức là Bitcoin đó, theo cái luật giới thiệu. Nhưng sau này á, tới giai đoạn này là không còn nhận theo cái kiểu đó nữa, mà sẽ cho hàng tuần. Ở đây á, mỗi ngày chị vào, chúng ta sẽ có khoảng 25 khối gì đó. Chúng ta sẽ nhấp vào cái chữ nhận màu xanh nè. Anh chị không nhận á, là qua 25 khối chúng ta sẽ bị thiệt nha, là không được nhận tự động đâu, nhấp vào nhận cho em. Ở đây nè, mỗi thứ hai hàng tuần chúng ta nhấp vào cái dòng cái chữ nhận dưới là nhận BTC, và em đã nhận rồi nên không nhận được nữa nha. Khi chúng ta cập nhật xong thì cái app nó sẽ như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ vào cho em cái nền tảng Twitter, bây giờ nó là X đó, thì chúng ta gọi cho em là AVWare. Đây nè. Khi mà anh chị gõ AVW ra rồi á, có khá là nhiều cái nick đúng không ạ? Thì chúng ta nên chọn cho em á, một là AVW Work, hai là AVW App nha. Kênh chính thống của dự án. Đây nè anh chị. Ở cách đây một ngày thì họ có một cái thông báo này. Tin vui cho AVW, chúng tôi vui mừng thông báo rằng chúng tôi có một tính năng mới thú vị sẵn sàng ra mắt. Hãy chờ cái thông tin đó anh chị ha. Hiện tại thì họ chỉ nói vậy thôi, úp mở thôi, chưa có thông tin chính xác đâu. Tiếp theo ở đây chúng ta sẽ nhấp vào đây này. Họ thông báo cảnh báo cơ hội cuối cùng, hôm nay là ngày cuối cùng để kiếm được 10 điểm khổng lồ khi bạn đúc AVP profile, bắt đầu từ 0 giờ ngày 1 tháng 10 trở đi. Hôm nay là như ngày 2 rồi. Thì bây giờ anh chị mà min NFT thì chúng ta sẽ nhận được có 2 điểm thôi, còn lúc trước mà ai đã min cùng thời với em á, hoặc là sau vài ngày á, là chúng ta nhận được 10 điểm. Ở đây có số anh chị hỏi em á, là có cần min NFT không? Cái này em nói là tùy. Nếu mà anh chị min NFT á, thì cơ hội cao chúng ta sẽ được KC sớm, tại vì chúng ta khi min NFT á, chúng ta tốn gas. Cái gas thực sự á, là chúng ta tốn là cái đồng ETH, nhưng mà nó bên cái mạng là Arbitrum nó rất là rẻ so với ETH của cái mạng ETH. Anh chị tính tới tính lui chúng ta khoảng tốn khoảng 0,8 đô à. Ha. Rồi, thì mình min NFT xong thì mình có cơ hội được gì ạ? Mình có cơ hội được KC sớm cũng như các quyền lợi. Còn anh chị không KC thì cũng không sao, nhưng mà chúng ta sẽ có thể là sau này mới được KC chậm hơn người ta, tại vì cái profile của chúng ta đôi khi nó sẽ không được gọi là xác minh ok chị, tại vì khi mình sao tốn gas, tức là mình là con người thật, còn mà khi tại vì mình có giao dịch mình con người thật rồi, còn khi mà mình không có
min hợp T không tốn ga thì có nghĩa là nó sẽ nằm không có nằm trong cái nhóm ưu tiên ha. Ở đây thì có nhiều thông tin nè, anh chị soi vào đây giùm em. Ở đây là những cái profile mà đã được min rồi anh chị. Thì thấy ha. Đó, kiểu như vậy đó. Nè. Mình soi vào đây đi, mình xem tiếp em ha. Rồi bây giờ nè. Ai chưa min NFT thì có thể xem video hướng dẫn với phần mô tả nha. Còn cái này là chỉ dành cho những anh chị nào mà đã min NFT rồi mà chúng ta chưa có thấy nó hiển thị trên cái ví, thì bây giờ chúng ta xem tiếp nè. Đây, nhấp vào cái thông tin này, sau đó nhấp vào cái AVW profile nha. Sẽ đưa anh chị đến một cái trang như thế này, chúng ta nhấp vào cái ba chấm tròn phía bên phải, chọn cái chữ là mở trong chôm giùm em nè. Nhấp vào ba chấm tròn phía bên phải, chọn chữ dịch luôn. Ở đây họ kêu mình là kết nối ví. Thì anh chị nhấp vào cái mục kết nối ví nè. Thì anh chị muốn kết nối ví nào thì anh chị kết ví cái ví đó ha. Nhưng mà phải thêm cái mạng Arbitrum nha. Chúng ta phải có ETH trên cái mạng Arbitrum chúng ta mới min mà nạp tay được. Thì video mà hướng dẫn min em để vào phần mô tả đó, cũng như cách đồ nạp đồ này kia lên chị xem nha. Cái này làm nó nhanh thôi. Anh chị chạy em mở lên cái nha. Đây nè anh chị thấy này. Rồi em nhấp vào kết nối nè. Em đang trên cái mạng là Arbitrum, anh chị nhìn trên màn hình thấy này ha. Cái đồng ETH trên cái mạng là Arbitrum. Đó. Rồi cái này lúc trước là em cũng đã làm rồi, nhưng mà rồi ok, vậy là em đã được anh chị ơi. Có nghĩa là em làm rồi lâu em không vào nên là họ bắt em phải liên kết ví lại thôi chứ không gì. Ở đây anh chị thấy là em được 10 điểm đúng không? Đó. Bây giờ em sẽ nhấp vào cái My Profile coi. Đâu rồi. Anh chị chạy một chút nha, để em kiếm cái có thể là nó không hiển thị rồi anh chị ơi. Lúc trước nó sẽ có như thế này nè. Khi mà anh chị min xong á là ở dưới đây nè, nó sẽ có một cái nó có một cái hình, trong đó nó có đâu đó khoảng 6 số anh chị. Nó có khoảng 6 số nha. Nó có khoảng 6 số anh chị nhớ giúp em nè. Rồi bây giờ nè, chúng ta sẽ trở về bên cái quý của chúng ta nha. Bước này là chị xem kỹ nè, và điện thoại trước khi làm nên là tắt nguồn mở lên nha. Đừng bao giờ mà khởi động lại. Nhiều lúc cái máy anh chị nó nặng quá, anh chị khởi động lại nó sẽ bị treo logo á, là chúng ta sẽ bắt buộc phải đi cài lại cái chương trình và sẽ mất hết các thông tin nha. Tắt nguồn mở lên, lâu lâu làm một lần giùm em. Ở đây nè, anh chị thấy nè, chúng ta phải có cái mạng Arbitrum One và phải có cái đồng ETH ha. Tổng min cái hồ sơ này á, chỉ là khoảng 0,8 đô thôi. Nói chung là video dưới phần mô tả là rất là chi tiết nha. Em nhấn mạnh hoài như vậy để cho anh chị chúng ta xem cái video đó. Cái này cập nhật nhanh, xem không hiểu đâu. Rồi nè, bây giờ nè, mình đã min NFT rồi. Bây giờ mình sẽ nhấp vào cái chữ NFT đây nè. Của anh chị nó sẽ không có. Của anh chị nó sẽ không có nha. Nó sẽ không có như em gì đâu. Nhưng mà chúng ta cần phải làm như sao nè. Bây giờ ví dụ nè, chờ em một chút nha. Ở đây chúng ta cũng có thể gửi cái NFT này cho người khác. Đó, anh chị thấy không? Nè, anh chị nhấp vào nè. Ở đây anh chị thấy nè, nó có 2, 4, 6, 7 số anh chị nha. 1, 0, 1, 7, 2, 3, 4. Có 7 số. Thì cái này nè, nó sẽ nằm ở bên cái trang hồ sơ này nè. Nó sẽ có cái 7 số đó nằm dưới đây. Đối với anh chị người mới á. Còn người nào, người cũ mà chưa có làm như em cũng sẽ phải vào bên cái trang profile này ha. Nè, 1017234. Rồi chúng ta quay trở lại nè. Bây giờ anh chị muốn có NFT này thì trước tiên chúng ta sẽ nhấp vào cái mũi tên ở dưới màn hình nè, lên xuống nè đúng không ạ? Sau đó chúng ta nhấp vào cái chữ nhận.
rồi chúng ta sao chép cái địa chỉ ví này, sau đó anh chị vào cho em á cái trình duyệt blockchain của ETH nha. Chúng ta enter nè. Không phải, em nhầm, nó bên có Arbitrum mà. Anh chị gọi cho em là Arbitrum ha. Đây nè, là abiscan.io này ha. Đó, cho chúng ta dán cái địa chỉ chúng ta hồi nãy vào. Đó đúng không ạ? Rồi anh chị sẽ thấy nè, chúng ta sẽ thấy ở đây nè, nó có cái mũi tên xuống, mình nhấp vào đây. Anh chị sẽ thấy nè, có một cái chữ là hồ sơ AVV đúng không? Mình nhấp vào đó cho em nha. Đó, ở đây nè, cái mục đích mình vào đây để mình lấy được cái gì, cái hợp đồng mà chúng ta sao chép cái hợp đồng này. Sau đó anh chị trở về cái quý này nè. Rồi sau đó anh chị nhấp vào cái mục NFT nè. Anh chị nhập cái NFT. Ở trên đây á, là anh chị nhập cái địa chỉ đúng không ạ? Địa chỉ này nè. Ở đây là cái ID, thì cái ID này nó chính là 7 số. 7 số nó nằm bên cái bên đây nè. Bên trong cái rồi. Không phải. Đây nè, nó nằm bên đây nè. Nó sẽ có 7 số. Nó thẳng ra đó, cái 7 số đó chính là cái hình này nè anh chị, nó nằm ở đây nè, anh chị vào đây nè. Của em là thăng nè, 101724, anh chị nhấp vào. Giống như chúng ta thêm vào cái tóc cành thôi là nó sẽ hiển thị ở đây nè. Là chúng ta vào chúng ta thấy ngay à. Ha, anh chị thì chúng ta nghiên cứu được thì chúng ta làm, còn không được thì chúng ta có thể đào ri, không cần min NFT. Cái gas nó rất là rẻ anh chị. Khoảng 0,8 thôi, thì cái này là cơ bản như vậy. Thời gian tới em sẽ cập nhật tiếp cho anh chị nha. Anh chị có cái gì không rõ hoặc là có gì á biết hay hơn thì có thể bình luận dưới phần mô tả ha, để cho mọi người vào chúng ta đọc để người ta biết cách làm luôn nha anh chị nha.